Bạn thân mến, Tiêu Chiến gần đây vẫn đang bận rộn quay phim tại Hoành Điếm. Tuy nhiên, những thông tin về bộ phim tiếp theo của anh ấy đã được tung ra. Một số nguồn tin cho thấy Tiêu Chiến sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh sau khi hoàn thành việc quay phim Tạng Hải. Phim điện ảnh Đắc Nhàn Cần Chế, địa điểm quay phim tại Bắc Kinh và Nghi Sương, thời gian quay 170 ngày. Phim có chủ đề về chiến tranh, Tiêu Chiến giữ vai trò nam chính. Nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng, đạo diễn Khổng Sinh, biên kịch Lan Hiểu Long. Phim dự kiến khai máy vào tháng 6, chính thức quay vào tháng 7. Hiện nay đoàn phim đang trong quá trình chuẩn bị bối cảnh và đạo cụ. Đây là trận chiến bia đá, trận đánh then chốt trong lịch sử chiến dịch Tây Hồ Bắc của Trung Quốc. Bộ phim Đắc Nhàn Cần Chế dựa trên trận chiến này và câu chuyện trải qua 3 giai đoạn lịch sử. Sự sụp đổ của Nam Kinh, sự tàn phá của Nghi Sương và chiến thắng của Thạch Bài. Nó mô tả một nhóm người nhỏ bé đã chiến đấu hết mình và bảo vệ đất nước của họ trước bối cảnh đất nước và gia đình họ bị tàn phá. Bộ phim kể về gia đình một cựu thợ sửa chữa của xưởng vũ khí Kim Lăng. Gia đình anh chạy trốn về phía Tây từ Nam Kinh đến Nghi Sương và tiếp tục đi về phía Tây từ Nghi Sương đến một thị trấn nhỏ gần pháo đài Thạch Bài. Khi đối mặt với sự diệt vong của đất nước và sự tàn phá của gia đình, họ buộc phải chống trả và đưa trách nhiệm bảo vệ quê hương lên hàng đầu. Bộ phim đã diễn giải và thể hiện quá trình các nhân vật này nhận ra vai trò của mình, thức tỉnh tinh thần chiến đấu, rồi trưởng thành trong trận chiến và cuối cùng là chiến thắng. Trận Tây Hồ Bắc diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1943. Đây là trận chiến trong đó quân đội Nhật Bản tấn công quân phòng thủ chiến khu thứ 6 của quân đội cách mạng quốc gia ở phía Tây Hồ Bắc. Quân Nhật muốn thông qua trận chiến nhằm mở ra thượng nguồn sông Dương Tử, kiểm soát khu vực sản xuất ngũ cốc Hồ Động Đình và phá hủy cửa ngõ vào Trùng Khánh. Trùng Khánh từng là một thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc và đóng vai trò là thủ đô thời chiến của chính phủ Quốc dân Đảng trong chiến tranh Trung Nhật giai đoạn 1937-1945. Quân Nhật không đạt được mục tiêu, mặc dù đã gây thiệt hại nặng nề cho tập đoàn quân dã chiến số 6, nhưng họ đã không chọc thủng được pháo đài Thạch Bài, nơi cần thiết để tấn công Trùng Khánh từ sông Dương Tử. Điều này khiến quân Nhật càng bị động hơn sau trận chiến. Trận này có tác động sâu sắc đến thắng lợi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Như vậy một lần nữa, Tiêu Chiến lại vào vai một chiến sĩ, vùng lên bảo vệ Tổ quốc và gia đình của chính mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ phòng làm việc của anh ấy nhé.